Xin chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991 ngày 10 tháng 7 năm 2017, năm 2018 này phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp, bao gồm 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017 và 64 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2018. Tuy nhiên, đến hết quý 1 năm nay mới cổ phần hóa được 3 doanh nghiệp. Con số này cho thấy tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện nay vẫn chậm. Vậy nguyên nhân là do đâu? Bộ Tài chính sẽ có những giải pháp gì để thúc đẩy quá trình này? Chứng khoán cuối tuần với chủ đề Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước quý 1 năm 2018 vẫn chậm sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nhìn lại những con số cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước quý 1 năm 2018 qua phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong quý 1, Chính phủ đã ban hành 7 nghị định phục vụ quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, gồm 6 nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của 4 tập đoàn, đó là Tập đoàn Dầu khí, Hóa chất, Điện lực, Viễn thông, Quân đội, 2 tổng công ty, đó là Tổng công ty Đường sắt và Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Và Nghị định số 32/2018, Nghị định Chính phủ ra đời ngày 8 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015, Nghị định Chính phủ ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp. Một số cơ chế chính sách phục vụ quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa được ban hành như Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Nghị định về quy chế hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về phê duyệt đề án cơ cấu lại của các doanh nghiệp nhà nước, trong quý 1 đã có 2 tập đoàn được Thủ tướng phê duyệt phương án cơ cấu lại, đó là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, một tổng công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Quản lý bay. Từ khi ban hành quyết định số 707 ngày 25 tháng 5 năm 2017 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 6 tập đoàn, tổng công ty và danh mục thoái vốn một tập đoàn và một tổng công ty. Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 3 tổng công ty. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của 2 tổng công ty. Bộ Tài chính đã có quyết định số 2068 ngày 13 tháng 10 năm 2017 phê duyệt đề án cơ cấu lại công ty mua bán nợ Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phê duyệt phương án cơ cấu lại 9 tổng công ty. Trong quý 1 năm nay có 3 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Phước An Đắk Nông, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vạn Tường và ban quản lý khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành, Bến Tre với tổng giá trị doanh nghiệp là 726 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 218 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 218 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 81 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7,7 tỷ đồng, đấu giá công khai 119 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động và tổ chức công đoàn là 9,9 tỷ đồng. Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991 ngày 10 tháng 7 năm 2017, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp, bao gồm 21 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2017 và 61 doanh nghiệp thuộc danh mục năm 2018. Tuy nhiên đến hết quý 1 mới có cổ phần hóa được 3 doanh nghiệp không thuộc danh sách doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo công văn số 991. Việc triển khai cổ phần hóa trong quý 1 như vậy là còn rất chậm, có khả năng không đạt được số lượng theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong quý 1, các doanh nghiệp đã thoái được 1.336 tỷ đồng, thu về 3.725 tỷ đồng trong đó, thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Mía Đường 2, thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Mía Đường 2, 636 tỷ đồng thu về 663 tỷ đồng, theo quyết định số 1232 ngày 17 tháng 8 của Thủ tướng Chính phủ. Các tập đoàn Tổng Công ty Nhà nước thực hiện thoái 699,9 tỷ đồng, thu về 3.061 tỷ đồng trong đó. Thoái vốn tại các lĩnh vực nhạy cảm được 434 tỷ đồng, thu về 507 tỷ đồng. Thoái vốn tại các lĩnh vực khác được 120 tỷ đồng, thu về 222 tỷ đồng. SCIC thực hiện thoái vốn tại 2 doanh nghiệp với giá trị 145 tỷ đồng, thu về 2.332 tỷ đồng. Theo quyết định số 1232 ngày 17 tháng 8 2017, thì năm 2017, 135 doanh nghiệp, năm 2018 là thoái vốn 181 doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quý 1 năm nay, chỉ có một đơn vị thuộc danh sách thoái vốn theo quyết định này. Thoái vốn, lũy kế đến năm nay mới chỉ có 12 đơn vị thực hiện thoái vốn. Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo quyết định 1232 của Thủ tướng Chính phủ là chậm.
Cũng trong quý 1 năm nay đã có 8 doanh nghiệp thực hiện bán cổ phần lần đầu với tổng giá trị bán đấu giá công khai là 11.524 tỷ đồng, thu được 19.092 tỷ đồng. Trong đó có một số doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam. Cũng theo quyết định số 1232 của Thủ tướng Chính phủ, danh mục doanh nghiệp thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCAC giai đoạn từ 2017 đến 2020 là 62 doanh nghiệp. Vốn nhà nước trên sổ sách kế toán tại 62 doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước về SCAC là 11.272 tỷ đồng. Trong đó có 21 trên 62 doanh nghiệp SCAC đã nhận chuyển giao trong năm 2017, với số vốn đã chuyển giao là 821,14 tỷ đồng. Có 41 trên 62 doanh nghiệp SCAC chưa nhận chuyển giao với số vốn nhà nước là 10.460 tỷ đồng. Quý 1 năm 2018 mới cổ phần hóa được 3 doanh nghiệp nhà nước, trong khi mục tiêu của năm nay là phải hoàn thành cổ phần hóa ít nhất 85 doanh nghiệp. Vậy nguyên nhân của sự chậm trễ này là gì? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Những tháng đầu năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một số thương vụ thoái vốn cổ phần hóa thành công của các doanh nghiệp như Hapro, Indico. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, hoạt động này dường như đã chững lại. Các chuyên gia cho rằng sự sôi động đầu năm chỉ là kế thừa các kế hoạch còn lại của năm 2017. Số doanh nghiệp cần cổ phần hóa thoái vốn còn lại đều là những doanh nghiệp có quy mô lớn nên thường gặp khó khăn trong nhiều khâu, từ định giá tài sản đến tìm kiếm cổ đông chiến lược. Về mặt khách quan mà nói thì các cái doanh nghiệp vốn hóa lớn thì bao giờ cũng có cái hoạt động kinh doanh rất là phức tạp, cái định giá nó không hề đơn giản, và cái quá trình mà tìm kiếm được cái nhà đầu tư phù hợp cũng khá là khó khăn, cho nên là cần phải có nhiều cái thời gian. Cái danh sách thoái vốn thì cũng không còn nhiều, và các cái tổng công ty sau này thì cũng khó hơn. Ví dụ tổng công ty Sông Đà thì thứ nhất là cái lĩnh vực của họ nó cũng khá là lớn và rất nhiều công ty con, cho nên cái việc cổ phần hóa các cái bước làm nó phức tạp, mất thời gian hơn. Kể cả mobile phone vậy, thì các trường hợp cũng vướng rất là nhiều liên quan vụ giao dịch của AVG thì cũng chưa giải quyết xong. Có lẽ đấy là những cái mà làm cho chưa đạt được cái tiến bộ mong muốn. Trong thực tế diễn ra quá trình cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, giới chuyên gia cho rằng khâu định giá doanh nghiệp còn đặt nặng áp lực thất thoát vốn ngân sách nhà nước. Bởi điều này dẫn đến hệ lụy là mức giá đưa ra quá cao, không thu hút hấp dẫn giới đầu tư tham gia. Theo cá nhân tôi đánh giá thì đôi khi là các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng có một cái nhìn nhận khá là chặt chẽ trong cái việc đánh giá cổ phần hóa doanh nghiệp, và đặc biệt là cái gần đây thì có cái thương vụ mà bán vốn của Hãng hàng không Việt Nam chẳng hạn, thế thì cơ quan quản lý là Bộ Giao thông Vận tải định giá một cái mức giá là bằng cái mức giá ở trên sàn, thế thì rất là khó mà hấp dẫn nhà đầu tư, bởi vì người ta có thể mua ngay trên sàn và không bị một cái hạn chế nào cả. Thì đấy là cái lo ngại từ phía cơ quan quản lý nhà nước là nó thất thoát cái vốn của nhà nước, nhưng mà thực tế thì khi mà tiến hành những cái thương vụ lớn thì nên để thị trường quyết định, và cũng có những cái kỹ thuật nó mềm dẻo hơn, nó hiệu quả hơn là cái việc mà chỉ định giá bằng cái giá trên sàn. Bên cạnh đó, mặc dù đã có hàng loạt chỉ thị, chỉ đạo văn bản để thúc đẩy nhiệm vụ này được hoàn thành, nhiều cơ chế chính sách, trong đó có một số cơ chế chính sách quan trọng, cũng đã được ban hành để phục vụ quá trình sắp xếp cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Nhưng các phương thức thoái vốn cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước này vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Các hình thức thoái vốn thì nó đòi hỏi phải đa dạng và nó phải hội nhập, nó phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Thì tại sao chúng ta lại cứ giới hạn và thiếu đi rất nhiều hình thức mà trong những trường hợp cần thiết thì chúng ta phải áp dụng dựng sổ đấy, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Nó rất cần thiết cho những cái trường hợp mà ví dụ như nếu mà M&A sao bán tới trên 51% thì sao, đấy là những cái vấn đề mà chúng ta không thể đem ra chúng ta sử dụng các hình thức mà chúng ta hiện có bây giờ thì nó lại chưa chắc đã phải phù hợp và hiệu quả. Tại sao không đấy thì tôi cũng rất mong muốn là các cơ quan quản lý nhà nước sớm có những cái đó để chúng ta có thể sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả. Nó có khuôn khổ pháp lý
nó có cái quy định của pháp luật thì chúng ta thực hiện được. Thì rồi chúng ta sẽ đóng góp vào cái sự phát triển chung, cái sự thành công chung và sự phát triển của thị trường. Như vậy, có nhiều nguyên nhân từ chủ quan đến khách quan dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình cổ phần hóa thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, khó có thể đổ lỗi cho bên nào. Chỉ hy vọng các doanh nghiệp có thể nhìn xa trông rộng, hướng tới sự phát triển chung của toàn thị trường mà cố gắng tìm ra giải pháp để khắc phục những bất cập còn tồn tại. Để có những đánh giá kỹ hơn về quá trình cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước trong quý 1 năm 2018, cũng như những biện pháp đẩy nhanh quá trình này, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính, đã có cuộc trao đổi với phóng viên VITV. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông và xin cảm ơn ông tham gia cuộc trao đổi với kênh truyền hình VITV. Thưa ông, xin ông cho biết tình hình cổ phần hóa và thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước trong những tháng đầu năm 2018 ạ. Thì những tháng đầu năm trong 2018 ấy, thì chúng ta cũng đã tiến hành IPO được rất nhiều cái dự án lớn, đặc biệt là cái cụm các doanh nghiệp có quy mô lớn như là Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng ty Phát điện 3, Tập đoàn Công nghiệp Cao su. Thì bước đầu thì cho thấy là những cái quý 1 là các doanh nghiệp tiến hành là cũng tương đối là tốt. Những dự án mà đưa ra chúng ta đã được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên thì tổng thể chung tiến độ với cái việc mà chúng ta khẳng định 2018 là nước trọng tâm trong vấn đề cổ phần hóa thoái vốn, thì cái khối lượng các doanh nghiệp thoái vốn là rất lớn, số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa là hơn 80 doanh nghiệp. Thì cái việc mà trong quý 1 vừa qua thì chúng tôi đánh giá là rất chậm. Ở trong những quy định về quản trị, về cơ chế tài chính và giám sát tài chính, và có cả cái quy định nghị định từ chính phủ về công khai thông tin, thì cái lùm xùm vừa qua là do cái việc tổ chức thực hiện ta không làm đúng quy trình. Nguyên tắc thì mà khi chọn tư vấn thì phải đấu giá, đấu thầu để chọn, thì ta lại chỉ định cái đấy là sai. Khi bán thì ta phải lấy đủ đánh giá đủ hết đất đai cả giá trị vào thì ta bỏ qua ngoài. Thì chúng tôi nói rằng là cái việc đây là cái khâu tổ chức thực hiện là rất quan trọng. Tất cả những thiếu sót mà khúc mắc lùm xùm như hạ phim chuyện vân là do khâu tổ chức thực hiện. Như ông đánh giá thì tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước rất là chậm. Vậy thì theo ông nguyên nhân do đâu ạ? Thì nguyên nhân đầu tiên là cái vấn đề tổ chức thực hiện và sự trách nhiệm của các cái người đứng đầu. Thì chúng ta thấy rằng 2017 và 2018, Chính phủ, Quốc hội cũng đã đẩy mạnh được cái vấn đề hoàn thiện thể chế. Các quy định thì đã rõ ràng rồi. Quy định ban hành đầy đủ về khắc phục những cái vấn đề bất cập trên thị trường và đưa ra được những cái giải pháp xử lý những cái vấn đề mà khó khăn phát sinh về đất, về tư vấn, về xác định giá trị doanh nghiệp. Loại bỏ cái tư tưởng là chần chừ, tư tưởng là trông đợi, mà phải chủ động làm. Vấn đề thứ ba nữa là gì? Vấn đề chúng ta phải tăng cường công tác giám sát kiểm tra. Đối với những đơn vị mà cố tình chậm thoái vốn cổ phần hóa thì Bộ có những cái biện pháp hay những cái chế tài nào để thúc đẩy quá trình này ạ? Chính phủ, trưởng ban đổi mới, Phó Thủ tướng trưởng ban đổi mới đã có con là đôn đốc đối với các địa phương như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh là đề nghị cũng phải đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa. Hiện nay trong Thành phố Hồ Chí Minh tốc độ hơi chậm. Đấy là một trong những cái địa phương mà chúng tôi cũng sẽ tập trung để đôn đốc và hỗ trợ. Quy định rõ ràng hơn là gì? Về đất đai, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện hết cái quy hoạch đất đai trước khi mình tiến hành cổ phần hóa. Vấn đề nữa là gì? Tư vấn thì chúng tôi tháo gỡ là gì? Không khống chế về chi phí, nhưng mà gắn trách nhiệm cái người đứng ra tổ chức, cơ quan đại diện sự phải quyết định là thuê tư vấn, chi phí thực tế nào thì anh phải có đầy đủ chứng từ. Và thứ hai là mở rộng sang các phương thức bán, như vấn đề cho bán book building, ở ngoài đấu giá và bảo lãnh, để cho nó có nhiều cái giải pháp để doanh nghiệp lựa chọn. Thủ tướng giao trách nhiệm Bộ Chính, Bộ Chính sẽ đôn đốc, nhắc nhở. Vấn đề thứ hai là sẽ trực tiếp trao đổi xem vướng mắc ở đâu để kịp thời tháo gỡ trong cái vấn đề về tài chính, xử lý tài chính và trong vấn đề xử lý các cái vấn đề vướng mắc trong thoái vốn. Để chúng ta sẽ đẩy nhanh cái tiến độ mà xử lý cái việc thoái vốn ở Habico, Công ty bia rượu nước Hà Nội. Tiếp đó là gì? Là các cái doanh nghiệp sẽ tiến hành cổ hóa có quy mô lớn như là các cái tổng công ty phát điện của EVN, và tiếp tục chúng ta sẽ đẩy nhanh cái thoái vốn ở các cái doanh nghiệp như PV Oil. Thì tới đây sẽ bán cho cổ đông chiến lược thì cũng sẽ là một trong những cái thương vụ có giá trị lớn. Hay là chỗ Bình Sơn, cổ hóa xong rồi chuyển sang tư phần thì tiếp tục nghiên cứu để thoái vốn. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.